Bây giờ lớn lên con theo mẹ con không? Giờ phút này nè. Trời ơi, không có nói dốc đâu chú ơi, không có gửi được 1.000 đồng bạc nữa. Tôi thì phải sống này nè. Đi con dâu đi theo người ta đó, bỏ đó, bỏ con đó đó. Rồi mới chôn rồi là đi, ba bữa đi nè. Cô ở đây chứng kiến rõ ràng. Cô là người chứng kiến ha. Ba bữa là đi rồi đó, mấy nhỏ này khóc nữa nè. Khóc nói chứ, nó mà công ty ra vô đen ngựa trơn chú. Rồi kẻ tới, người ngắm tới, ngắm lui người. Thế nào cũng phải có người quen chứ sao không có người quen. Nãy ơi, con không đi bả nội đâu. Nghèo khổ con có không đi bả ngoại đâu. Mẹ con kêu đi làm sao? Con không đi. Sao vậy? Mẹ con bỏ con rồi. Rồi, con chào cô. Dạ, cô khỏe không? Khỏe. Rồi, ba bà cháu hôm nay làm gì nè? Ba cháu ở nhà có bằng gì đâu chú ơi, ở nhà đây thất thường lắm. Rồi, coi thằng trai nó mất rồi, mẹ nó bỏ ra đi rồi tới giờ. Mấy bà cháu ở nhà sống, cô bác ở xóm nghiện đó cháu ăn không à. Ồ. Rồi, có gì ăn nấy, bà cháu có gì ăn nấy. Ba bữa ở cửa mã rồi, nó đi luôn tới giờ. Dâu quá hả? Dâu đi luôn tới giờ, không điện lại gì hỏi thăm con nó chứ. Là hai đứa con này là hai đứa con của... Hai đứa con của nó chung với chồng đó. À, là cháu nội của cô. Cháu nội. Ồ, bé nào cũng đẹp gái quá ta. Rồi, con tên gì con? Để chú hỏi coi con tên. Em tên Trần Thị Trúc Mai. À, con tên Trúc Mai, rồi bé lớn đây. Em tên Trần Thị Mỹ Tiên. Ồ, Mỹ Tiên, Trúc Mai. Con bao nhiêu tuổi rồi Mỹ Tiên? Dạ, con 12. Rồi, bé này, Mai. Dạ, con 8 tuổi. 8 tuổi, rồi dễ thương quá. Con có đi học không? Dạ, có. Học lớp mấy nè? Dạ, con học lớp 1. Giỏi không? Dạ, giỏi. Rồi con học giỏi không? Giỏi. Lớp mấy rồi? Dạ, lớp 1. Hai chị học lớp 1. Chứ mẹ nó đi giấy tờ, mẹ nó túm đi hết trơn rồi. Cháu nó không có miếng giấy rồi, tới chừng xin giấy, không có giấy miếng lớn lớn này. Gia xã năn nỉ, ta cho cô bác, người ta xóm nghiện lại, ta nói. Mới cho nhập học năm rồi đó. Con ơi, mười mấy tuổi rồi, mà là lớp 1. Mà nó học ngoan lắm, năm nay có giấy khen đâu nữa. Ờ. Mới vô học năm rồi. Con lớn tuổi rồi, con đi học chung với mấy bạn nhỏ, con có mắc cỡ không? Hả? Sống dạ. Con bự bự cả thôi. Tính ra mười mấy tuổi là học lớn rồi, lớp 6, lớp 7 rồi. Cháu thêm cha mất mẹ, nó không có đồng bạc rồi. Cô đi làm giấy tờ được nhập cho cháu vô học mới năm rồi. Dạ. Mà năn nỉ muốn khóc luôn mới được miếng giấy cho cháu. Bé này đẹp gái quá nè. Sao con cười hoài để con nhớ mẹ đó. Không? Nhớ mẹ không? Hỏi chú hỏi. Nhớ. Mẹ con tên gì? Mẹ tên Úc. Tên Úc hả? Quê mẹ con ở đâu? Dạ. Ở Cà Mau. Dạ, Cà Mau. À, ở Cà Mau. Rồi biết lý do tại sao mà mẹ đi bỏ không? Mẹ đi bỏ, mẹ không có nói gì tới con lớn hơn con lớn à. Có nghe mẹ nói gì không? Dạ không. Mẹ đi lúc mấy giờ? Dạ. Dạ đi buổi chiều. 2 giờ chiều. Là bữa đó là vừa mở cửa mã hay nghe lời cô chia sẻ? Mở cửa mã rồi là đi liền đó. Rồi đi có nói với cô không? Đi rồi, cái nó nói mẹ ơi, mẹ ở nhà đi, con đi lên chảnh con bằng có tiền con gửi gì hàng tháng cho mẹ, mấy bà cháu 2 triệu. Cơm nước, gạo thóc, đồ ăn cho cháu đồ. Rồi đi luôn tới giờ không gửi đồng nào hết. Là mấy năm rồi cô? Năm nay 4 năm rồi, Tết thì nó 4 năm. Không có gửi tiền? Không gửi đồng bạc nào cho cô. Dạ. Bác ở xóm nghiện để cho gạo bà cháu ăn không. Rồi tội gì? Rồi cô là còn có đứa con nào ở chung không? Còn thằng một cái mặn trên trển này, nó cũng vợ con nghèo khổ quá, chứ nó không có cho tiền bạc gì hết. À, ý là em trai đó cũng có vợ con gia đình riêng rồi. Không nghèo khổ. Rồi hiện tại là ba bà cháu ở trong căn nhà mé sông này. Ồ, rồi vô nhà coi hình ba con đâu. Đó, nó vô nhà cái. Chỉ chú con. Rồi vô nhà luôn cô. Vô nhà đi, ở ngoài gió quá. Rồi là nhà cô đây ha. Nhà thằng. Đây là nhà cô luôn. Nhà cô. À, thằng con... em nó mới đi... cho bầu giạc, mới cho cháu gáp lại, nó chở lên tới cho bầu giạc vậy. À, mới cho bầu giạc hả? À. Là ừ. Ba của con đó hả? Con của cô là mấy tuổi mất vậy? 33 tuổi à. 33 tuổi bị gì cô? Bệnh nhức đầu. Bệnh nhức đầu hả? Bệnh não hả chứ. Nhức đầu. Trời ơi, trời nhức khớp đi tới giờ nuôi cháu mà đi cái gì nè, chú thấy ba mà cháu này. Nhức khớp hả cô? Nhức khớp mà đó hay giờ. Dạ. Hồi ngày chắc cô đâu có đi làm được gì hết cô. Trời ơi, cắn như tôi. Cháu thấy đi cái đi chân khô còn té. Dạ. Đi xa không nữa, nhức cho lắm. Ở nhà cháu thấy ta cho thuốc uống hàng ngày, thuốc nhức, thuốc này kia. Dạ. Người này công nghiệp cho, người cho. Rồi nếu mà con dâu cô đi gì đó rồi cô không có liên hệ với bên xui gia mình sao hả cô? Không có điện đài được cháu ơi, đi bệnh điện ở bệnh không ai bắt máy chứ. Người ta tắt máy, người ta lưu lạc không được. Không liên lạc được. À.
Rồi con mẹ của hai đứa nhỏ này sao? Cổng hỏng luôn vậy đó. Không liên lạc được luôn? Không luôn. Hồi cái đi tới giờ là không có, nó không có điện đài được gì hết. Dạ. Rồi hằng ngày có khi nào mà không có gạo ăn không? Có khi vừa hết đã cho chục ký mấy bà cháu ăn gì. Tỷ có thiếu thì cô bác ở đây ta cho ít ít ăn hết vậy đó. Dạ. Tội ha, nói chung là con ruột thì mất rồi mà con dâu thì bỏ hai đứa nhỏ này nữa. Chỉ có thấy giờ nuôi hai nhỏ đi học. Sáng ta cho mì ăn, tỷ vô học người ta, cô bác này ta cho thùng mì nấu ăn, buổi sáng hai chị em hai gói. Dạ. Rồi có tiền thì cho ăn, không có tiền thì hai chị em đi học thôi. Dạ. Đạp xe đi học, đi trường học. Đây nhầm khi có tiền không đi học á? Có khi cho hai chị em có một đứa 5 ngàn, hai đứa 10 ngàn. Dạ. Ở cái khi có tiền không tiền thì đứa 2 ngàn, hai đứa 4 ngàn. Ờ. À, rồi đi học rồi đi bằng gì hai đứa? Dạ đi xe đạp. Xe đạp hả? Xe đạp bự không? Nhỏ. Nhỏ hả? Là chở hai chị em hả? Vậy là học chung lớp hay sao? Hả chứ chung lớp. Chung lớp luôn, hai chị em học lớp 1 chung nhau luôn. Ông thầy ông khen lắm, ông tính cho nó học lớp 2 mà nó ngồi nó nhỏ em nó đi không được. À, chạy xe, nó chở nếu mà học nó... trái bụi thì không ai rước. Không ai rước em đó. Ờ, à, vậy phải bắt buộc phải hai chị em học chung cùng lớp cùng giờ. Ở tội nó mới 13 tuổi phải không? 12. À 12 tuổi mà mới học cái lớp 1 đó cô chú anh chị. Ờ, hai ổn chị em. Ơi, cháu ơi đi học cái trường mày giấy mày tờ cũng được, mẹ nó đi giấy tờ không đi trơn điện đài. Lấy đi hết luôn không chừa gì chưa cô hả? Ở trên nhà trọ chỗ này nó túm đi hết trơn điện đài nó không được phải điện đài nó làm giấy tờ gì cha nó mới mắc nhỏ giờ cũng vô học lớp 3 lớp 4 nhiều được rồi. Dạ. Rồi nó không điện đài không chờ không đưa giấy tờ học mình không biết chỗ nào có giấy tờ đâu. Ở cháu thấy đi bằng giấy không có một miếng giấy lớn lặng lưng. À. Rồi áp xã rồi người ta thấy tội nghiệp rồi đầu tiên người công an đồ ngoại người ta vô người ta làm giúp đỡ cho mới được hai năm rồi đó. Trời tội quá nếu mà cha thấy người ta cha nó mắc người ta cho cũng được à, người này cho người kia cũng được vài trăm gì đi xe đậu hết trơn. Yeah. Mấy bà cháu khi ở nhà không có quẹt nó đi xe đậu phải làm giấy cháu cho tỷ bên đây không được ngày mơi đi đi liền tiếp luôn. À cố gắng làm giấy cho hai cháu ha. Chứ là nhập hộ khẩu thôi hả cô? Cháu thấy đi về có tiền thì đi xe đầu, không có tiền lội bộ về tới nhà rồi nhức vợ không nổi. Ừ. Lội bộ không gặp cô cháu người nào cho cháu có gian thì có gian không có gian cháu thấy lội bộ. Dạ. Nó nói mẹ nó cha nó mắc ở đây nuôi con đi người bà bỏ con. Ai cũng nói tôi giờ chú cháu thấy nha. Quần áo người ta cho không đó. Dạ. Mười ngày này kia cho người nào cho cháu thấy rồi hôm cha nó mắc giờ tôi chưa mua được cho cháu được bộ đồ. Tớ không mua được cái bộ đồ nữa. Dạ. Cháu thấy nó điện lên cái miếng đầu nó nói sao nó lại lên Zalo nó nói này tôi ác độc à, chồng mới mắc là đuổi chữ xô nó đi cái mấy người ở xóm nó trời ơi trời bà hiện cục đất bà có nói gì bà còn năn nỉ nữa đợi tới mở cửa mãi tới trăm ngày chồng nó hả đi làm ở nhà hù hỉ với mẹ đi nó nói tôi chữ mắng nó nở không được nó đi mà cháu thấy hồi con mới mắc mở cửa mã đi mà có ai chữ mắng nó được tiếng nào à, lúc đó đang lu bu rồi đâu có thời gian lúc đó tôi cha chú thấy ăn cơm còn lúc không vô ừ. Rồi đó bỏ hai nhỏ này nữa cháu thấy con mình mới mắc không lẽ dâu con ở lại mình đuổi xô nó đi đâu à, lúc đó mình mừng cũng chết đúng không trời ơi trời ở nhà cháu thấy con ơi này với mẹ nó với mình hủ hỉ rồi rồi cháu thấy ra đi rồi mấy bà cháu tối chen queo nuốt cơm nuốt còn không vô dạ. Lỡ cô bây giờ nè cô lớn tuổi cô bệnh rồi thì phải có con dâu đỡ biết mấy. Tôi năn nỉ thôi con ở đây với mẹ đi. Ở gần cái đây mặn ở đây cũng mặn ở đây gần ngủi có cơm cháu không cháu mẹ con mình hổ hủy rồi nó không bỏ hay đi. Ác như trời. Hồi thường có cãi lộn với cô gì hả? Không, hồi đó giờ mẹ con không ai cửa ai chứ á. Rồi cô thấy trời ơi con gái có dâu mà con mình không có con gái dâu coi con gái gì. Cô dạ. Thương lắm. Chứ không khi nào mà gậy con gậy cái hết. Dạ. Nó đi là nhỏ này nó khóc xỉu luôn. Bé này hả? Mẹ ơi mẹ bỏ con, mẹ ơi mẹ bỏ con mà nắm tay vậy nên cháu thấy đi ra đi trên phóng lên xe đi tự nhiên cười. Là này khóc xỉu luôn. Dâu cô luôn hả? Ừ. Mẹ con níu kéo gì mà không ở lại. Không, không quay trở lại gờ cái con gì. Phóng lên xe đi. Lúc đó mẹ con nói gì lúc mẹ con lên xe? Mẹ con biết bay. Máy bay luôn hả? Máy bay làm sao? Làm thế nè. Ồ, là không nói gì hả? Ừ. Rồi lúc đó con làm sao con khóc cái gì? Dạ. Khóc gì? Khóc nhiều không? Dạ nhiều. Ừ. Rồi giờ con giận mẹ không? Dạ. Dạ con. Là con giận mẹ ha. Ừ. Như con gái bé lớn nè, con có cảm giác nào khi mẹ con bỏ vậy đó con cảm giác như thế nào con? Nói chung là buồn. Buồn hả? Ví dụ giờ mẹ con kêu con lên thành phố với mẹ con có đi không? Dạ không. Sao vậy?
ở với nội. Là sao mà con đi với mẹ nè? Dạ, ở với nội quen rồi, đi không được. Thí dụ đưa mẹ con cho tiền con kêu con đi đó, con có đi không? Dạ không. Cái mai bây giờ nếu mà mẹ con xuống đi kêu con về đi thành phố ở hay là về với Cà Mau với bà ngoại đó, con có đi không? Dạ không. Sao vậy con? Dạ con ở với nội quen rồi. Thì con buồn mẹ dữ lắm không? Lúc đó mẹ đi á. Dạ buồn. Lúc đó con khóc dữ không? Dạ dữ. Dạ. Khóc xỉu luôn hả cô? Khóc xỉu luôn á. Mẹ nó không nói gì luôn? Không, mẹ bỏ phóng lên xe đi luôn. Phóng lên xe đi luôn tự nhiên. Xe chạy xe ôm hay là ai chở? Nó đi bạn kia nó kêu xe động. À xe ôm á hả? Ờ, xe khúc này nè, nó kêu người ta chở nó đi ra ngoài cầu Thái Thép này nè. Dạ. Cái chỗ xã đó. Đừng có pháp á, cầu Thái Thép này phóng lên xe đi theo chân đi tới giờ, con cháu đi tới giờ không điện đài hỏi thăm con. Mấy bà cháu sống khỏe không gì, không có điện đài. Nhưng mà cô một mình vậy mà cô nuôi được hai bé nhỏ này là dễ thương quá trời. Ta cho cháu thấy ta cho gạo rồi cho đồ ăn, mấy bà cháu hôi không? Hai cháu thấy có cho đồ ăn nha tỷ, mình cũng nhường cho cháu ăn. Cháu cô kho em muốn quẹt thì người ta cho cá ăn, còn để cho cháu ăn mấy con khô chịu ăn. Yeah. Kho em muốn quẹt cháu ăn. À thà ăn kho quẹt để cá cho cháu ăn ha. Còn hai khô chịu cho cháu ăn. Trời tội gì? Thì cho cháu thấy không tiền. Dâu bây giờ dâu nhà nghèo thì nó ăn vô dâu nhà nghèo nó đi hết rồi chưa cháu ơi. Dạ. Con gì mà bỏ thì không điện đài hỏi thăm tiếng nào. Dạ. Có khi ngủ một đêm cháu thấy người khóc nữa. Dạ. Không biết mình sống bao lâu mà cháu mình nữa, không biết cái giả cỡ nào. Dạ. Gì khóc nó đi, cháu thấy nó đi mà đi ra đường sợ nó ăn uống không đầy đủ rồi đó. Dạ. Ở nhà người ta cho bao gì mình nhịn ăn cho cháu ăn hết trơn. Dạ. Cháu thấy người ta có cho tiền vậy tí 100-200 ngàn để dành mới đồ cho cháu ăn. Dạ. Để cho tiền ha. Mua 2-3 gói mì 10 ngàn, 3 gói mì 9 ngàn để dành cho cháu ăn. Gắn mua thêm gói này 12 ngàn, 12 ngàn mua 4 gói mì 2 cho em ăn 2 đợt. Dạ. Để 2 gói. Ở cháu nói vậy đó. Cháu nói gì đâu có ốm dữ thằng gì, hồi cha nó mất bây giờ là lo hai nhỏ thằng gì ốm vậy đó. Dạ. Bệnh lắm. Để lo cho hai đứa nhỏ. Lo. Cái trụ này người anh ông mới chở nên ông cho thờ mà ông trụ cha nó sập rồi. Dạ. Ông mới chở lại ông cho chị chặt ăn. Ông cứ hỏi cưng thờ tủ này quá tệ sập sụp rồi mẹ ơi. Cái gì mà nó chờ tiền nó mua thờ đại thì tới đâu hay tới đó. Rồi cháu thấy người này cho, người cho gạo rồi cá mắm. Cô có điện lần nào để ba điện không? Không có điện. Có điện. Không có điện bắt máy lần nào không? Điện là liên lạc không được, liên lạc không được rồi tại sao lại cắt máy không điện không có liên lạc nữa. Là chắc bỏ số luôn hay gì? Bỏ số. Vì điện gì tính thôi là nói vậy nè, thôi con mặn chảnh con mặn đi. Dạ. Cho tỷ không có tiền, tỷ con gửi cho con 1.500.000 gì mẹ một cá mắm cho nó vô học nó ăn. Dạ. Tỷ không bắt máy được, nghĩ thế giờ. Cô thí dụ nếu mà hai bé này nếu mà không có tiền nhập học của rồi sao cô? Người ta không cho. Người ta cho nó vô học mà hộ nghèo á. Dạ, hộ nghèo. Người ta cho giờ tiền có khi đóng bảo hiểm đồ này kia thì đóng tiền. Dạ. Đã rồi người ta cho bán bảo hiểm y tế rồi đó. Dạ. Bán 350 ngàn người ta thấy gì vậy thế. Người này cho người kia cho gì mót người ta đóng không thầy 300 ngàn. Mua được cái bảo hiểm cho bảo hiểm cho cháu. Rồi đó, cái ước nguyện lớn nhất của hai đứa con là gì nhờ? Giờ bé này lớn với chú nghe coi. Dạ con ước gì có cha. Sao vậy? Sao ước có cha không? Nói chú nghe. Dạ chung trường mấy bạn con có mẹ có cha. Trời ơi, nghe đứt ruột không có chú chị. Mấy bạn con nói gì luôn á hả? Có ai chọc con là con không có cha, không có mẹ không? Dạ không, con không có nói cho nó biết. Hả? Con không có nói cho nó biết. Là cứ đi trường là con giấu bạn hả? Không cho bạn hay hả? Trời ơi, điều ước con là sao nè? Ước con giống em vậy á. Ước sao? Ước con có cha. Rồi sau này con lớn lên rồi con nuôi ai nè? Cho con nuôi nội. Nuôi nội ha. Nội con làm sao mà con nuôi nè? Nội con đút cơm cho con ăn. À, mẹ con có từng đút cơm cho con ăn không? Dạ không. Hồi nó sanh hai nhỏ này là tôi giữ không? À, là sanh ở trên Bình Dương rồi đem xuống hả cô? Sanh là nhỏ này mới 6 tháng bỏ tôi giữ tới giờ luôn là 12 tuổi rồi. Dạ. Ở tôi không có giết ngày nào hết. Dạ. Thì, nhỏ này ở với cha nó cũng bỏ là tôi nuôi không? Dạ. Có khi về nằm về nhà trọ, có khi ở đây là tôi giữ chuốt luôn. Dạ.
Rồi nó tới cha chồng nó mất, nó đi cả một nó không có quên. Hôm trước là cô giới thiệu con tới thăm hoàn cảnh này nè, bây giờ con tới rồi nè. Hoàn cảnh này khổ thiệt, cô nói thiệt đó. Cha nó mới chết nè, ông nội mới chết nữa đó. Đi con dâu đi theo người ta đó, bỏ đó, bỏ con đó đó. Rồi mới chôn rồi là đi, ba bữa đi nè. Cô ở đây chứng kiến rõ ràng. Cô là người chứng kiến ha. Ba bữa là đi rồi đó, mấy nhỏ này khóc nữa nè. Khóc nữa đó. Hồi nãy nghe cô chia sẻ bé nhỏ này khóc tí xỉu. Dò cẳng đi không có nổi hết trơn á. Đi coi bà vậy đó. Nhỏ nhỏ này hơi lớn một chút, rồi nó nấu cơm được rồi nè. Đỡ cho bà. Mà đói lắm chú ơi, chuyện qua lại mua tôi á, chịu một gói, chịu một gói mặt. Năm mua thiếu cái gì? Gói mì. Đi mua thiếu mì. Gói mì mà mua chịu một gói, thiếu một gói. Đâu có tiền ăn á hả? Không có tiền. Bà không có làm gì đâu. Rồi hai đứa con á, nó té xe, nó cờ đơ. Nói nếu mà nó có tiền thì nó gửi 500 triệu, không có thì tháng này đâu có. Tháng này không có tiền. Đi đành đó chú. Theo như mình vậy, ai mà đi. Nó đi vậy á, đành đạn vậy đó. Rồi tôi mới nói thôi bây giờ chú lại chú coi xem xét gia đình này chú cho đi, chú có phước lắm. Tôi nói tôi chỉ đàng hoàng đó, không có bậy bạ. Khổ lắm chú ơi, bả không có mần gì. Cái lúc là cảnh tượng mà chồng chôn đó rồi cô có ở đây không? Có. Chôn rồi. Vợ nó sao? Chôn rồi vợ ba bữa vợ đi à. Cô có gặp mặt vợ nó không? Gặp. Ở sớm mà, lại hoài luôn bác. Thấy vợ nó có biểu hiện khác không? Không có biểu hiện gì, không thấy gì mà nhưng mà rồi là nó đi theo bà già nó đi dạng lượng. Bà xui với ông xui với nó đi luôn. Đúng rồi, ở đây phải từng để đám từng. Tháng nay chôn chồng rồi thấy không? Mình ở lại còn một tháng chưa đi được nữa. Còn này mới 3 ngày đi. Ở xóm này ai cũng chửi vậy. Cả xóm ai cũng nói rồi. Ai cũng chửi, ai cũng nói vậy. Có sự thật. Không ai nói thêm, nó bớt gì chứ. Khổ thiệt rồi ha. Chú thấy nè, anh em dòng họ láng giềng, xóm giềng cho ai đi đâu cũng mới xin về hai nhỏ này ăn hết chứ. Chứ bà làm gì kiếm cho ăn được. Rồi anh em thì lâu lâu như anh em nó thương, ông thương hai nhỏ này nè, rồi cho này chó kia chó nọ, rồi không có à thôi. Trời ơi mẹ nó tướng nhỏ người cao cao cỡ như tu gì ha tú. Tướng gì nè mà đi đành đạn, ai ở đây cũng gủa nhưng chửi chứ, nói mẹ chó với mẹ gì. Mới chuông cha nó rồi đây mà đi liền à trời, ba bữa đi liền không được bốn bữa nữa. Trời mở cửa mã rồi là đi đó. Nói thiệt chú, nhỏ này khóc qua đứa nào khóc. Chú khóc, bé Mai khóc hiểu không? Rồi bé Mai khóc dữ lắm. Theo không biết không, là bé Mai khóc dữ lắm. Nói mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ ơi đừng bỏ con, mà nó dẫn lên xe nó đi đành đạn. Mẹ con nó làm không? Sao? Máy bay con sao? Nói cho cô nghe coi. Dạ con buồn, con khóc. Mấy mẹ lên xe máy bay sao? Mẹ con làm sao với con? Máy bay nãy sao? Dạ mẹ con máy bay. Con làm sao làm coi? Máy bay mẹ lên xe không nói gì đi, không có cho tiền lại đồng bạc nào hết trơn á, không có cho lại đồng nào. Tiền nó ma đâu mà cấm đi trơn, cho thấy cho 900.000 bạc hai nhỏ này lấy đi trơn. Gì tiền nó ma lấy hết luôn hả? Không, tiền người ta cho hai đứa nhỏ này nè, không như thấy cha nó chết phải không? Khóc quá trời. Người ta lại người ta cho tiền á là nó tấm đi trơn 900.000 đi luôn. Đi luôn. Có chuyện đó luôn hả? Nhỏ này không cho hai đứa này gì trơn. Thì không có. Thế cháu không tin cho hỏi bạn này ở xóm nè. Tôi ở xóm tôi không có bên đâu, tôi không có bà con dòng họ gì với bà. Khổ lắm nè, bộ vườn ta mới cho nữa nè. Ngồi. Người ta thấy tội nghiệp người ta mới cho nè chú. Hoàn cảnh ta này tôi đi lại đây chơi tối ngày tôi biết. Khổ dữ lắm, cô cũng buồn dữ lắm chứ. Dâu con cô tàn là đi theo người ta không à. Số mạng gì đó, mà cô hiền chứ phải cô giữ đâu. Cô đạo đức nữa mà số mạng gì đâu. Hai dâu đi theo người ta chứ. Là bỏ con mình lại. Bỏ con mình lại, bỏ cháu tôi nuôi. Trời. Vậy đó. Mà thấy cô cũng có điều kiện ha. Cô đứa cháu nuôi cỡ nhỏ ăn chú đó. Giờ anh đi lấy sáng cuốc rồi, đi học rồi. Bây giờ cô thì khỏe rồi, bây giờ cô này nè, cô này mới khổ nè. Sau này mới thiệt, tôi thấy tôi đi đứng buôn bán nè, tôi có đồng vô đồng ra. Còn bả tối ngày bả nhắc ra nhắc vô mà đi tới đường tới nhà tôi đẳng mua đồ ha. Chịu mua thiếu đồ ha, là bả đi không nổi. Rồi mắt mấy nhỏ này đi mua nè, đi không nổi đâu. Cô có từng nói chuyện với mẹ của hai bé nhỏ này không? Không. Hôm trước hỏi tuổi cha mẹ nó thì đó, mà nó còn không nói chuyện nữa mà. Hỏi tên đặng mà làm giấy cho mấy nhỏ này nè. Nó còn không nói chuyện nữa đó, tới bả nữa đó.
nó không, tôi thấy đó, tôi ngồi ở đây chơi tôi thấy nè, làm giấy đi học á chứ không phải làm chờ giấy đi đâu đâu. Mất giờ là mới làm giấy hồi năm rồi, hỏi bả đi. Làm giấy chằn chọc luôn. Bả hả, đi đứng đi ra nè, tôi dắt đi quán này quán nước kia, tôi giới thiệu, tôi nói người ta cho tiền á chú, 50, chỗ thì cho 100 ngoài, chỗ cho mấy chục, rồi chỗ cho nước uống. Rồi tôi thấy gì, tôi nói hoàn cảnh nè, ông nội chết nè, cha chết nè, rồi bả què hoặc có tật kiểu nguyền vậy đó, người ta cho người 20, 10 ngàn, dắt bả đi dắt sáng ra ngoài, tôi giới thiệu vậy đó. Cô từng đi xin ta không? Không. Không có xin, không tôi giới thiệu gì cho. Thấy tội nghiệp cho. Tôi nói, tôi đứng nói, tôi nói rồi cái tao uống nước nè, tao ngồi, tao nghe, tao cho tiền. Nghe cái sự việc của hai bé nhỏ này mẹ bỏ lúc cha mất phải không? Cái lúc đầu cho hai đứa bé. Thiệt á, nói không có bao giờ nó dốc, rồi ai cho gạo đâu á. Tôi dắt, tôi xin rồi, kêu bà ra lấy. Dạ, cô dùm. Tốt quá trời hả? Xin giùm bà, thiệt á. Với con mi đẳng không vậy nữa, ai cho gạo cho thóc gì cô xin rồi đi ra nhận ơn đi, chứ tôi không có nhận về, nhận về mấy bà sợ tôi lấy thôi, để tự người ta ra nhận vậy đâu bà tin. Dạ vậy tốt quá rồi. Rồi á cô, thí dụ nếu con dâu của cô xuống đây mà sau này nó muốn bắt một đứa hai đứa đi á, cô đồng ý không? Dễ gì cháu ơi, nó dễ gì, nó bắt nó phải bắt đâu. Nó dễ gì, nó không theo mẹ nó đâu, dễ gì. Bây giờ mà chú hỏi hai đứa đi, bây giờ lớn lên con theo mẹ con không? Giờ phút này nè, nó không, nó không theo đâu, nó hận lắm. Nó nói bây giờ bỏ nó rồi, nó ở với bà nội nó ha. Bà nội nó chết thì nó ở với chú nó. Chú nó về đây, chú nó cũng đơ đơ chú ơi. Nó té xe rồi là như nó người nó không được khôn. Không có được như mình bình thường như lúc trước. Ảnh hưởng cái đầu hay sao đâu. Bây giờ sẵn tiện có bà nội đây nè, mai mốt mẹ con rủ đi á, dụ dỗ mua đi á, con có đi không? Dạ không. Lý do chết sao? Sống gì cũng ở đây chứ không có đi đâu, thì nó nói mà. Dạ can không à, ở đâu. Can đảm lắm mà, nhỏ gì chứ can đảm lắm mà. Con đi không con? Dạ không. Thấy không? Rồi. Có chồng rồi. Hả? Có chồng rồi. Có luôn hả? Rồi. Không biết có không, mình không biết. Sao người ta nó có chồng rồi? Ai biết không, người nó có, người nó không, mình đâu có biết. Trời, ai chắc mà thấy tới giờ. Nó cũng ai mà hai mấy tuổi nó ra được. Tôi hỏi chú giờ có hai mấy tuổi, giàu xấu xí gì cũng phải có thằng chồng. Tại bà ở đây bà không biết, bà không nghe. Thì mình có chồng. Như ví dụ đi, cô già gì nha. Trời ơi trời. Có nhiều người hai theo. Tháng còn thế là thế là cũng có chồng rồi đó. Chứ đừng nói mà nói tới mấy năm trời trời. Chứ nó mà công ty ra vô đen người chơi chú. Rồi kẻ tới người ngắm tới ngắm lui người. Thế nào cũng phải có người quen chứ sao không có người quen. Cũng như mình mằng ở trong công ty đó biết bao nhiêu người mà nói. Làm gì không có quen. Đúng rồi. Phải quen. Tại chị không biết. Vậy thì chắc có chồng chính xác thì mới nói chứ không chính xác mình sợ. Nghe nói là có chồng giàu lắm. Bố không nghe nói á. Là thằng đó đó ở Ngã Năm. Mà không, nói Ngã Năm là... nói giàu chứ nghe nói giàu chứ thằng đó nó cũng có tật có nguyền, chắc có đề theo đủ ăn thôi chứ cũng không giàu dữ gì đâu. Có tật gì đó. Có tật có nguyền, nghe nói vậy thôi. Nói y đeo vàng rồi dữ lắm mà không biết vàng gì mà nó không biết nha. Cũng đeo lên chụp hình cho mình coi vậy đó. Có luôn hả? Trời ơi, không có nói dốc đâu chú ơi, không có gửi được 1.000 đồng bạc nữa. Tôi thì phải sống này nè. Thiệt chú ha, tôi bán đồ nè, cho chị ăn với cháu chị ăn phải không? Gần khi á, 2 tháng, 3 tháng tôi lại đây tôi thấy khổ quá đi. Rồi không con không gửi về, mà giờ mẹ con nhỏ này không gửi về nữa, là tiền đâu có trả mình. Bây giờ lại đòi mắng chửi hoài, mắng chửi thấy cũng tội nghiệp bả. Thôi để cho thiếu từ Tết giờ luôn đó. Chú hỏi bả này, chưa Tết luôn. Rồi tôi cũng để cho bé Mai đồ gì thiếu vậy đi. Chừng nào chú nó gửi về trả. Có 100 ngoài ngàn bạc. Vậy đó. Thế thiệt chứ chú á. Tôi cũng giúp. Tôi không. Hoàn cảnh này là con thương, là thương hai đứa nhỏ nè. Tôi giúp đỡ. Tôi thiệt, tôi không có cho. Nhưng mà tôi giúp cho mua ăn. Rồi khi nào có tiền trả tôi. Vậy chứ tôi không có cho thiệt, cái nào nói thiệt mà bán là đúng giá rẻ đàng hoàng chứ không phải là bán cắt cổ mổ họng. Mà bán mắt cho bả gì cho hỏi trước mặt con cháu bả luôn. Bây giờ sẵn nãy giờ chú cũng đã nghe cái cô này đã nói rồi thì cũng thấy tội nghiệp của con. Bây giờ chú lại đây quay nè, con muốn chú giúp cái gì cho gia đình của mình nè. Giúp gì con nói? Con giúp có tiền mua gạo ăn đó.
Rồi mua gì nữa không? Rồi con muốn gì nữa? Con dạ nói con luôn. Muốn mua tạp vở. Mua sách đi học á hả? Ừ. Rồi nhà chị hai nè, chị hai muốn gì cơ? Nói gì nói dạ luôn. Dạ con muốn giống em vậy á. Hả? Dạ nói con giống em vậy đó. Muốn con tạp. Cái sách vở. Ừ. Một cái niềm mơ ước nhỏ nhỏ thôi ha, cũng đơn giản quá ha. Ừ. Bây giờ mua tập sách hai đứa tầm khoảng bao nhiêu cuốn, 20 cuốn không? Dạ mua một bộ lận. Sách giáo khoa là con phải mua hai bộ hả? Là mỗi người một bộ để học không? Dạ. Chứ một bộ học chung không được hả? Dạ. À, lại về có ngồi chung nhau không? Chung lớp hay là ngồi riêng? Dạ ngồi chung. Ngồi chung hay riêng nè? Dạ ngồi chung. À, hai chị em ngồi chung một bàn luôn? Dạ. Tội nghiệp quá. Hai đứa học một lớp hả? Học một lớp luôn, lớp 1 luôn. Trời ơi. 12 tuổi rồi mà học lớp 1. Con đeo gì với chị, con học chung với chị luôn hả? Dạ. Vậy ta. Thì phải có hai chị em mà như có chiếc xe đi chung nhau xe đạp. Con cũng đã hiểu sơ về cái hoàn cảnh, thì nói chung là nội dung cái hoàn cảnh này là một người mẹ sau khi mà chồng vừa mới qua đời á, vừa mất á, thì người mẹ đã dứt áo ra đi, để lại là hai đứa con nhỏ ở đây các chú chị. Thì một bé gái lớn là 12 tuổi, thì hai đứa bé giờ học trễ thì các chú chị chỉ chưa học lớp 1 thôi, bé nào cũng học lớp 1. Có tiền đâu mà cho đi học số. Thôi thì chú tới đây trước, thì trước tiên thì con xin chia sẻ cái hoàn cảnh của mình ha cô ha. Con sẽ đăng tải cái hoàn cảnh mình lên, nếu mà hữu duyên thì con sẽ quay lại đây thăm và cháu nữa. Nói chung là cũng tội lắm, hai bà cháu, ba bà cháu ở trong căn nhà không có con ruột thì đã qua đời rồi, thì con dâu thì bỏ đi không có quan tâm tới nữa, không có 1.000 luôn. Kính thưa cô chú anh chị cùng với Mạnh Thường Quân đang theo dõi chương trình Bảnh, thì hôm nay thì sẵn tiện Bảnh tới đây, Bảnh sẽ trích tiền của anh Lương bên Úc. Thì số tiền của anh Lương bên Úc còn lại là 3 triệu, thì Bảnh xin trích ra 1 triệu giúp cho hoàn cảnh của ba bà cháu ha cô chú anh chị. Rồi tặng cho cô là 1 triệu đồng để mua gạo chiều nay á cô ha. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ. Đây là số tiền của anh Lương bên Úc á. Dì cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ. Dạ con cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu. Kính thưa quý cô chú anh chị cùng quý Mạnh Thông Vân, thì hai bé nhỏ thì nói chung là nhỏ thì ở với bà nội á, thì không có được tiếp xúc nhiều người, bé cũng hơi ngại và bé chẳng biết buồn đâu. Nói chung là Bảnh chỉ thấy là bé nhỏ này nè là có cái cảm giác như lanh hơn bé lớn nó hơi bị chậm sao á. Đúng không? Nhỏ này giờ lanh đúng không? Bé nhỏ này lanh hơn chị hai. Nói chú đi làm con nuôi đi. Hy vọng này con sẽ đủ duyên thì chú sẽ quay lại đây. Tại vì của chú anh chị kênh của Bảnh thì nguồn quỹ thì không còn nhiều, bởi vì Bảnh đi thăm Bảnh thì trích được một số tiền là nhỏ nhỏ thôi, cũng như là Bảnh đi chia sẻ thôi. Nếu mà hoàn cảnh hữu duyên với Mạnh Thường Quân nào thì Bảnh sẽ mang tới giúp cho gia đình, nếu như là mua sách giáo khoa hay là quần áo đồng phục cho hai bé nhỏ để có một cái chữ để tương lai sau này. Tại vì ba thì mất, mẹ thì bỏ, rất là tội nghiệp. Cảm ơn cả nhà mình đang theo dõi cái video này. Bây giờ xin kính chúc của chú anh chị với Mạnh Thường Quân thật là nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.